Ban chỉ đạo hè huyện Xuyên Mộc tổ chức khai mạc hè và phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2024. Với chủ đề vui khám phá thỏa đam mê, hè năm nay, huyện Xuyên Mộc sẽ tổ chức nhiều hoạt động vui tươi lành mạnh thiết thực như tập huấn kỹ năng, các sân chơi sáng tạo, các hoạt động tình nguyện, phổ cập bơi, tổ chức diễn đàn lắng nghe trẻ em nói, giúp các em phát triển thể lực, trí lực và hoàn thiện nhân cách. Trong tháng hành động vì trẻ em diễn ra từ nay đến ngày 15 tháng 8 năm 2024, huyện Xuyên Mộc tập trung tạo điều kiện để trẻ em được phát triển, có cơ hội bình đẳng tiếp cận các dịch vụ xã hội, được bảo vệ, học tập, vui chơi. Nhân dịp này, 175 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện được Quỹ Bảo trợ Trẻ em huyện Xuyên Mộc và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dự án Hồ Tràm tặng quà với tổng trị giá gần 70 triệu đồng. Đồn Biên phòng Bình Châu trực thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình giao lưu tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tại chương trình, các em thiếu nhi được thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc, tham gia các trò chơi dân gian đủ vui có thưởng. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 100 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 750.000 đồng, bao gồm gạo và tiền mặt. Đây là hoạt động ý nghĩa của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, góp phần xây đắp tình cảm gắn bó giữa quân và dân, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Tại lễ khai mạc hè năm 2024, các em thiếu nhi phường Hát Dịch, thị xã Phú Mỹ đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, được hướng dẫn cách phòng chống đuối nước, phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em, đồng thời được cắt tóc miễn phí. Dịp này, Ban chỉ đạo hè phường Hát Dịch đã trao 90 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng kinh phí 15 triệu đồng. Trong tháng hành động vì trẻ em năm nay, ngoài các hội thi như kể chuyện sách hè, ca khúc hồng, vẽ tranh, giải bóng đá thiếu niên nhi đồng U11, U13, phường Hát Dịch còn tổ chức các lớp năng khiếu miễn phí cho thiếu nhi, đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ và các hoạt động chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Với chủ đề vui khám phá thỏa đam mê, hè năm nay, Ban chỉ đạo hoạt động hè xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực bổ ích như diễn đàn lắng nghe trẻ em nói, hội thi vẽ sắc màu tuổi thơ, kể chuyện sách hè, hành trình đến với địa chỉ đỏ, giải bóng đá mini sinh hoạt hè. Tại lễ khai mạc hè, Ban chỉ đạo hè xã đã trao tặng 14 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Cũng tại huyện Đất Đỏ, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 1 tháng 8 năm 2024, Ban chỉ đạo hè xã Long Mỹ sẽ tổ chức nhiều hoạt động như diễn đàn lắng nghe trẻ em nói, một ngày làm nông dân, một ngày trải nghiệm môi trường quân đội, hành trình đến địa chỉ đỏ, các hoạt động tình nguyện đền ơn đáp nghĩa và giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục, phòng chống tai nạn thương tích cho thanh thiếu nhi. Ngay sau lễ khai mạc hè, hơn 200 em thanh thiếu nhi học sinh trên địa bàn xã Long Mỹ đã tham gia diễn đàn lắng nghe trẻ em nói với chủ đề phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em và tham gia các trò chơi vận động ném banh lon, lăn bóng bàn đinh, thảy banh vào rổ và thổi bóng về đích. Dịp này, xã Long Mỹ tặng 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 200.000 đồng. Công đoàn cơ sở phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa vừa tổ chức hành trình tuổi thơ hè 2024 cho hơn 30 em thiếu nhi là con em công đoàn viên của phường. Tại chương trình, các em được đến thăm đền thờ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ, tham gia các trò chơi vận động tập thể đố vui có thưởng. Ngoài ra, các em còn được hướng dẫn kỹ năng bơi lội và phòng chống đuối nước. Hành trình tuổi thơ giúp các em thiếu nhi phường Kim Dinh có dịp vui chơi, thư giãn sau thời gian học tập tại trường, mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho các em trong dịp hè về. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Kim Dinh phối hợp với trường tiểu học Kim Dinh tổ chức chương trình cắt tóc miễn phí cho hơn 60 em học sinh là con hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và con công đoàn viên trên địa bàn phường. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng trao 14 cặp sách cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là hơn 5 triệu đồng do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường vận động mạnh thường quân hỗ trợ.